1001 câu chuyện. Giờ học của chúng ta cũng kết thúc rồi nè các em. À, ngày mai á sẽ có tiết tập làm văn nha. Các em về nhớ soạn bài và chuẩn bị để cho bài văn của mình tốt hơn nha. Rồi bây giờ thì lớp chúng ta suy nghĩ nào. Dạ, chúng em kính chào cô ạ. Ê tụi bay, nghe nói hả cái đề văn ngày mai á là hãy tả về người mẹ của mình á. Tụi bay định tả như thế nào? Tao thì tao luôn tự hào về mẹ của tao nè. Mẹ tao vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang nữa. Tất nhiên ngày mai bài văn của tao sẽ là một bài văn thật là tuyệt vời luôn. Tao sẽ nói hết những cái tốt của mẹ tao cho tụi bay coi nè. Tụi bay phải nể phục luôn á. Cái con mắm này, bạn bè đi học chung không được tao mày nghe chưa? Phải là bà với tôi, không bạn, chứ không có được tao mày biết chưa? Hổng thấy sợ, ngày mai lên mét cô giáo cho con coi nè. Tôi quên, tôi xin lỗi nha, tôi xin lỗi bà. Tại vì tôi lỡ mồm á mà, nói chuyện với mấy hàng xóm ít tôi quen rồi. Mẹ tôi hả, cũng khá là xinh đẹp và giỏi giang luôn á. Đó không phải mình mẹ bà đâu Tóc Hồng. Lúc nào cũng khoe khoang mẹ này mẹ nọ. Chả lẽ mẹ ai cũng xấu hay sao? Có mình mẹ bà đẹp hả? Không có đâu. Mỗi người có mỗi người mẹ khác nhau nè. Có những cái tốt khác nhau. Sắc, lúc nào cũng khoe mẹ mình tốt mẹ mình giỏi. Chả lẽ mẹ của tụi tôi không tốt hay sao? Đúng, đúng rồi đó nha. À, mà bà Tóc Vàng, còn mẹ bà thì sao? Nhưng mà tôi để ý hình như tôi chưa bao giờ gặp mẹ bà luôn á. Mỗi lần mà họp phụ huynh á, toàn là thấy chị của bà hoặc là dì của bà không à. Không bao giờ thấy mẹ của bà đi họp cho bà hết trơn á. Tôi thắc mắc ghê á. Chắc là mẹ bà tài giỏi lắm đúng không? Tài giỏi cho nên là bận rất là nhiều việc cho nên không có thời gian để đi họp cho bà đúng không? À thôi không có gì. Thôi tôi đi về trước nha, tôi bận lắm. Mấy bà ở đây đi, ở sau tôi về trước. Mà thôi mấy bà cũng tranh thủ về đi, trễ rồi để mẹ của mấy bà lo đó. Ơ, lạ lùng, hỏi tới mẹ bà là bà lảng đi chỗ khác à, chả hiểu luôn. Thôi chắc mẹ người ta tài giỏi cho nên người ta không muốn nói tới khoe khoang như mình đâu ha. Thôi tụi mình cũng đi về đi để chuẩn bị cho bài văn ngày mai nữa. Ok, thôi tôi đi về đây. Tôi về tôi quan sát mẹ tôi thật kỹ thật kỹ. Tôi sẽ hỏi mẹ tôi thật nhiều để ngày mai tôi còn lên khoe khoang trong bài văn của mình đó chứ. Chắc chắn bài văn của tôi sẽ được 10 điểm. Tôi cũng vậy luôn. Thôi đi về. Con gái đi học về đó hả? Đói bụng không? Mẹ vô nấu cơm cho... mẹ vô bới cơm cho con ăn nè. Quên mẹ nấu cơm rồi. Dạ thôi con không đói đâu. Mà sao con gái mẹ mặt buồn hiu vậy nè? Có chuyện gì hả? Kể mẹ nghe. Thiệt là con không muốn nói tới luôn á. Mẹ à, mẹ có thể nào mà đổi công việc được không? Thật sự con rất là xấu hổ với cái nghề của mẹ luôn á. Mẹ xin lỗi, nhưng mà mẹ cũng đâu có muốn đâu. Bây giờ bằng cách đồ mẹ cũng không có, buộc mẹ phải đi làm lao công thôi. Nhưng mà mẹ cũng đã cố gắng né tránh con và các bạn con rồi. Mẹ đâu dám để cho các bạn con thấy mẹ là đã làm lao công đâu. Mẹ xin lỗi. Mẹ nói vậy á, mẹ nghe được không? Mẹ căm mẹ có né được cả đời hay không? Rồi một ngày nào đó, bạn con, thầy cô con sẽ phát hiện ra là mẹ làm lao công ở quán bên kia đường, trường học. Thì làm sao mà có thể? Hay là mẹ đổi công việc khác hoặc là mẹ chuyển chỗ làm đi. Mẹ đừng có làm đối diện trường học của con nữa có được không? Mẹ xin lỗi, nhưng lương ở đó người ta trả cho mẹ rất là tốt, người ta đối xử với mẹ cũng rất là tốt. Lại gần nhà nữa, mẹ không thể nào mà đổi đi chỗ khác được. Mẹ không biết phải làm sao hết á. Thôi con đừng như vậy nữa có được không? Để mẹ cố gắng mẹ sẽ kiếm một công việc khác tốt hơn. Nhưng mà trong cái thời gian này thì không được. Biết bao giờ hả mẹ? Con nghe mẹ nói cái câu này lâu lắm rồi á, nhưng mà mẹ vẫn không đợi công việc. Riết rồi con xấu hổ với bạn bè gì đâu á. Ngày mai á lớp con có một cái tiết văn tả về người mẹ của mình. Con biết tả như thế nào đây? Con đi mẹ, con biết là mẹ con là một người làm lao công hả? Mẹ con rất là xấu xí, hôi hám, dơ bẩn hay sao? Chẳng lẽ con phải đi như vậy hả? Mẹ xin lỗi. Thôi mẹ xuống dưới nhà sau dọn dẹp đây. Con đói thì lấy cơm mà ăn. Chán gì đâu luôn á. Rồi, các em đã chuẩn bị tới đâu cho bài tập làm văn rồi? Bây giờ cô sẽ đọc đề nha. Mà chắc là các em cũng đã đoán được cái đề văn rồi đúng không? Bây giờ các em hãy tả về người mẹ của mình. Đơn giản thôi. Ví dụ chẳng hạn như là mẹ của em bao nhiêu tuổi, công việc là gì, mẹ em xinh, có xinh không, có giỏi giang hay không. Nói chung là tất cả những gì liên quan tới mẹ của mình thì các em hãy viết ra ha. Và bây giờ cô sẽ tính thời gian bắt đầu làm bài nè. Wow, hồi hộp dễ sợ luôn. Tôi tưởng là tôi làm không được chứ không đủ thời gian rồi chứ. Không ngờ tôi viết quá trời luôn. Công nhận tôn trào lời văn ở đâu ra mà quá trời luôn á. Tại vì mẹ tôi quá nhiều điểm tốt cho nên là tôi viết hoài, say mê luôn. Tôi cũng vậy nè, trời ơi, viết mà đã cái tay gì luôn, kể không hết về mẹ luôn á. Còn bà Tóc Vàng, bà kể mẹ bà như thế nào mà sao thấy bà im lặng quá vậy? Với lại hả, bà nộp bài nhanh ghê luôn á. À, không có gì đâu, ngày mai là được phát bài ra rồi đúng không? Đúng rồi, nghe nói là mai sẽ phát bài và chấm điểm. Cô sẽ đọc những bài văn nào hay nhất lên đó, cho cả lớp cùng nghe. Hay, chắc là bài văn của mình không được đọc lên đâu. Chứ văn của mình cũng có gì hay ho đâu. Bây giờ cô sẽ trả bài cho các em nha. Và cô sẽ đọc ra hai bài văn hay nhất và một bài văn tệ nhất cho cả lớp cùng nghe. Và cô muốn biết cái lý do tại sao bài văn của bạn đó lại như thế. Đầu tiên là bài văn của bạn Tóc Xanh. Bạn ấy làm văn rất là tốt, rất là hay. Và mẹ của bạn ấy rất là tài giỏi. Cô sẽ đọc sơ lược thôi,
cô sẽ đọc một đoạn cho cả lớp cùng nghe nha. Tôi tên là Tóc Xanh, tôi đang là học sinh lớp 6. Tôi rất là hạnh phúc khi tôi đã có một người mẹ vô cùng yêu thương tôi, lo cho tôi từng chút một. Tôi được như ngày hôm nay tất cả là đều nhờ vào sự yêu thương chăm sóc của mẹ tôi. Mẹ tôi năm nay 32 tuổi. Mẹ tôi là một người rất là xinh đẹp, giỏi giang và đặc biệt rất là thương tôi luôn. Tất cả mọi chuyện to nhỏ, mẹ đều lo cho tôi từng chút một, luôn tâm sự lắng nghe thấu hiểu những gì tôi kể. Mỗi khi tôi bị điểm thấp, mẹ không hề la, nhưng mẹ đều quan tâm, an ủi và động viên tôi hết mực. Đó là cách tôi thương và tôn trọng mẹ nhất. À, và bài văn của bạn Tóc Hồng cũng rất là hay luôn. Và mẹ của bạn cũng rất là dễ dàng và xinh đẹp. Theo như lời văn kể thì có lẽ là hai em rất là yêu thương mẹ của mình, và mẹ của mình cũng rất là yêu thương hai em. Nhưng đặc biệt là bài văn của bạn Tóc Vàng, chỉ đơn giản vài chữ thôi. Cô không hiểu lý do tại sao em lại làm văn như vậy, nhưng cô cần có một lời giải thích từ em. Bài văn của bạn Tóc Vàng chỉ vỏn vẹn là 4 chữ và một dấu chấm than với câu mẹ tôi tệ lắm. Tại sao lại như vậy hả Tóc Vàng? Tại sao em lại nói về mẹ mình như vậy? Em có thể giải thích cho cô nghe được không? Dạ thưa cô em hãy mạnh mẽ lên, không được khóc. Hãy mạnh mẽ lên, nói cho cô biết. Cô sẵn sàng lắng nghe tại sao em lại làm như vậy. Cô hứa sẽ không cho bài văn của em thông điểm nếu như em nói ra cho cô nghe, tâm sự cùng cô. Dạ thưa cô, mẹ em không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì là tài giỏi. Mẹ em thật ra chỉ là một lao công thôi cô ạ. Là một người lao công, quét dọn cho cái quán đối diện trường học của mình ạ. Em rất là xấu hổ với công việc của mẹ em. hèn chi mà giấu mẹ mình, cứ tưởng đâu là mẹ của bả hả, tài giỏi lắm, bận bịu cho đến nỗi là không có thể nào mà hả hợp phụ huynh cho con của mình, thì ra chỉ là làm lao công thôi hả, mà không đến nào bận đến nỗi không có thời gian để đi hợp phụ huynh cho con mình sao. Thật là nực cười mà. Tóc tím, em không được nói như vậy khi chưa biết nguyên nhân và lý do. Em im lặng nào, cô phạt em bây giờ đó nha. Dạ em biết rồi cô ơi. Thật ra không phải là mẹ em bận đến nỗi không đi học phụ huynh cho em, mà là do em giấu mẹ và đã kêu người khác đi học thế ạ. Em xin lỗi cô. Tóc Vàng, em nghe cô nói đây. Cái nghề nghiệp của mẹ em á, không có gì để em đáng phải xấu hổ. Chính cái nghề của mẹ em á đã nuôi cho em lớn tầng này, cho em ăn học. Tại sao bây giờ em lại xấu hổ với cái nghề của mình? Mẹ em không ăn trộm, ăn cắp. Mẹ em đang làm cái công việc lương thiện để nuôi nấng em thành người. Không ai muốn tạo cho mình một cái công việc như vậy hết á. Thật ra thì bản thân mẹ em cũng không muốn mình là một người lao công để cho con của mình xấu hổ với bạn bè đâu. Thì cũng do hoàn cảnh khó khăn cho nên là mẹ em bắt buộc phải làm như vậy. Nhưng mà đối với cô á, em phải nghe cô là cái công việc đó không hề xấu hổ, không hề đáng xấu hổ. Em nhớ chưa? Mẹ đã rất là vất vả khó khăn để nuôi em. Cho nên kể từ bây giờ á, em phải thương mẹ em nhiều hơn. Em đừng có phân bì so đo hay là so sánh mẹ em với mẹ các bạn trong lớp. Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà. Cô nói thật đó. Chẳng hạn như mẹ của bạn Tóc Tím đi, mẹ bạn ấy tài giỏi làm kinh doanh. Em thử quay qua em hỏi bạn ấy á, là mẹ của bạn ấy có thường xuyên nấu cơm cho bạn ấy ăn không? Có thường xuyên ngồi để nói chuyện với bạn ấy không? Hay là bạn ấy chỉ nhờ những người giúp việc thôi? Những cái bữa cơm ngon lành đó có phải là chính tay mẹ bạn ấy nấu không? Dạ đúng rồi á cô ơi, cô nói đúng á. Mẹ của em á rất là bận luôn, ít khi nào mà về ngồi ăn cơm chung với em lắm. Ngay cả những bữa cơm mà em đem theo á, cũng là người giúp việc nấu á, chứ mẹ em đâu có nấu cho em ăn đâu. Mẹ em hả đi công tác suốt à cô ơi, chỉ có cuối tuần mẹ mới về với em thôi, có khi còn không về nữa kìa. Đó, em thấy chưa hả Tóc Vàng? Thật ra là mẹ em luôn bên cạnh em đúng không? Chỉ cần là ban ngày mẹ em đi làm thì em cũng đi học rồi. Về cơm nước đồ tất cả mọi thứ mẹ em đều lo hết. Cơm cũng do chính tay mẹ nấu. Có biết là các bạn á hả, khi mà mẹ họ quá giỏi giang thì họ muốn ăn một bữa cơm do mẹ nấu cũng rất là khó khăn không? Được cái này thì mất cái kia, em nên tự hào vì mẹ mình là một người tốt, làm cái công việc lương thiện để nuôi em ăn học tới bây giờ. Tính ra mẹ em rất là giỏi luôn. Tại vì cái công việc lao công thì luôn đâu có bao nhiêu đâu, lại cực khổ, khó khăn, vất vả, dằn nắng dãi mưa mà lại nuôi nấng em được như vậy á, thì mẹ em khá là tài giỏi đó nha. Dạ thưa cô, vậy là em biết em sai rồi, em xin lỗi. Em sẽ làm lại một bài văn khác nè cô. Cô ơi, cô đừng cho em không điểm nha. Em yên tâm, em không bị không điểm đâu. Nhưng mà cô cần em phải hiểu ra mẹ em là một người tốt như thế nào, thương em như thế nào. Như vậy là được rồi. Ngày mai á, tối nay về làm một bài văn khác, ngày mai nộp cho cô. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ nha. Từ nay con sẽ không bao giờ xấu hổ với công việc của mẹ nữa đâu. Con đã hiểu ra như thế nào rồi. Mẹ rất là thương con, nhờ công việc của mẹ mà con đã được như ngày hôm nay. Từ nay á, khi mà học xong con rảnh con sẽ qua để phụ mẹ nha mẹ. Trời ơi, con gái của tôi kìa, nó lớn thiệt rồi. Thôi không cần phụ mẹ đâu, chỉ cần con hiểu là được rồi. Mẹ là mẹ thương con nhất đó nha. Thôi thay đồ đi ăn cơm nè. Nhanh nào. Dạ con biết rồi, con cũng thương mẹ.
tên tên. Và thế là câu chuyện người mẹ lao công đến đây đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau nha.